một khách mời tới đây. Chương trình hôm nay chúng ta sẽ chính thức được kết thúc và sẽ được mời anh Trương Trọng Hiếu sẽ di chuyển chiếc xe của mình ở vị trí trung tâm và sẽ được mời tất cả quý vị khách mời, các khách hàng, những người ở phía xung quanh chúng ta yêu thích của Bob Rick, yêu thích của Rick Tàu. Quý vị hãy ngay lập tức chúng ta tiến đến khu vực phía dưới để cùng nhau chụp ảnh cùng với chúng tôi. Bắt đầu không đâu. Yeah, và bây giờ đây là những phút cuối cùng để chúng ta cùng nhau ghi lại những kỷ niệm bằng bản thật đẹp ngày hôm nay. Xin mời quý vị hãy cùng đi đến khu vực này đi ạ. Một cái phiếu là ngày mai sẽ có sự biểu diễn vào lúc 11 giờ và 14 giờ, quý vị hãy quay trở lại đây nếu muốn được là tiếp tục trải nghiệm hoặc mời những người bạn của mình, đúng không ạ? Yeah, ở phía bên trái này toàn là nhân viên không anh, bây giờ có trong mất tiêu rồi. Các quý vị ở bên đây thì sao ạ? Đừng ngừng ngày giải chúng ta cùng tiến đến khu vực trung tâm đi ạ, để lưu lại những thứ kỷ niệm ngày hôm nay. Bên này gửi xe ngoài đường không anh Hòa ơi, gửi xe ngoài đường không mà không có xuống đường. Yeah. Rồi chúng ta ơi, chúng ta hãy cùng đến đây để các bạn thương hiện nào. Dạ yeah, các anh luôn ạ, dạ đúng không các bạn luôn ạ. Có nhiều khách mời của chúng ta ở phía xa mà không dám đến đây, xuống đây luôn nè. Tất cả mọi người bắt đầu chúng ta hãy cùng đến đây. Và thật mỹ là nếu ai chúng ta có mặt ở trung tâm chụp ảnh ngày hôm nay, Nguyên sẽ là người ghi nhớ gương mặt vào ngày mai. Có lẽ chúng ta sẽ được đi làm vào tầm não và sẽ dễ dàng được trả lời câu hỏi để trải nghiệm ạ. Những bạn biểu diễn vô cùng đẹp mắt, vô cùng tuyệt vời đến từ các siêu xe và các phụ tùng và đẳng cấp đến từ đi quanh workshop với sự hỗ trợ của triển lãm Auto Mechanical đã đem đến một buổi biểu diễn vô cùng thành công và hy vọng rằng quý vị sẽ quay trở lại vào lúc 11 giờ trưa qua.